Video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách quay video đúng chuẩn đẹp. Thường đến điện thoại iPhone và tất cả các máy thì chúng ta đều chia ô lưới này. Ví dụ khi một người mà đứng ở phía bên này và ngoảnh mặt về phía bên này thì chúng ta lấy góc rộng hơn 1/3. Nếu ngoảnh về phía bên này thì chúng ta cũng lấy nguyên tắc 1/3 là góc trước mặt là sẽ rộng hơn. Và nếu chúng ta lấy khi họ đang ngồi ở dưới này và ngoảnh về bên này thì chúng ta cũng lấy góc 1/3 bên dưới, và tương tự phía bên này cũng vậy, chúng ta lấy góc 1/3 phía bên dưới phía bên này. Để rõ hơn thì tôi sẽ chia sẻ anh em thấy là những cái bức ảnh như thế này. Anh em gõ vào Google sẽ thấy là nguyên tắc chụp ảnh 1/3. Ví dụ cái bức ảnh này được chứ ạ, rất nhiều bức ảnh của cô gái này là muốn lấy trán và khuôn mặt cô này thì có phải là góc này rộng và họ lấy 1/3 đây được chứ ạ. Và bức ảnh của một cô gái đứng bờ ruộng này cũng vậy, và đôi này cũng vậy. Khi người ta muốn lấy góc rộng phía bên này thì chúng ta chia vào cái góc lưỡi này theo ô 1/3 này, được chưa? Và tương tự ở bên này cũng vậy. Chúng ta thấy những cái bức ảnh này đúng không ạ? Và đấy chính là góc người ta chụp ảnh để lấy cái bức ảnh này. Đấy là nguyên tắc chụp ảnh quay phim cũng như vậy các anh chị. Ta cũng lấy đúng góc 1/3 như thế này. Và chiếc thuyền này ở dưới biển và những cái góc quay này cũng như vậy. Góc quay của màn hình cũng như chụp ảnh. Ví dụ chụp một con mèo này đúng không ạ? Đứng thế này thì họ cũng lấy 1/3 vào góc này. Và cô gái này cũng vậy. Chia góc ảnh vào chỗ này. Tương tự có những bức ảnh này như cô bé này đúng không ạ? Thì cũng lấy đúng góc 1/3 này. Tất cả các bức ảnh quay video cũng vậy. Ví dụ cô gái này đứng mấy như này hoặc là chụp ảnh của những cái cặp này thì ở ba người này thì cũng lấy góc 1/3, góc 1/3 ba người này ở giữa đúng không ạ? Thì đấy là nguyên tắc chia hình ảnh. Ánh sáng thì như thế nào? Ví dụ ở đây, khi một con người ngồi và chụp ảnh về phía bên này, đấy tôi vẽ một cái hình người bên này. Thông thường một cái góc chuyên gia mà tôi đang quay trên màn hình này thì chúng ta phải có một cái ánh đèn thế này và chiếu vào cái góc này. Đó nhỉ, chiếu vào khuôn mặt, được chưa? Đấy được gọi là ký hình phía bên trước mặt, và chúng ta phải góc cao hơn một chút, khoảng 15 độ, được chưa? Chiếu vào khuôn mặt này. Và để mà ký vai giống như tôi đây thì chúng ta thường phải có hai cái đèn ký vào vai, được chưa? Có nghĩa là ký vào vai của tôi và ký vào vai đây. Và rất nhiều người thấy là có phía bên đằng sau background của tôi, nếu muốn hình ảnh chia đẹp xanh đỏ tí vàng thì họ thường có một cái đèn ký đánh vào phía đằng sau lưng để nó át lại cái hình ảnh phía sau và nổi che phản lại cái ánh sáng trước mặt, được chưa? Và nếu muốn xanh đỏ tím vàng thì thông thường là chúng ta có hình ảnh vàng phá cùng với hai cái đèn trước mặt tôi là màu trắng để nó phản trước mặt là để cho nó đẹp, được chưa? Và đấy là nguyên tắc ký vào vai. Nếu ngồi trong phòng live stream hoặc là phòng quay trước màn hình thì như thế này. Nguyên tắc ở ngoài mặt trời thì như thế nào cũng như vậy các anh chị. Chúng ta nguyên tắc là chia ánh sáng là khi chúng ta muốn chụp bức ảnh thì phía đằng sau phải tối hơn phía đằng trước mặt. Đấy là nguyên tắc. Để chia ánh sáng vào như thế này thì khuôn mặt chúng ta mới sáng ra được, đúng không ạ? Ví dụ ngoài trời chúng ta không thể thay đổi thì chúng ta phải là ngoảnh về phía mặt trời. Hoặc là bên chia ánh sáng nhiều nhất, hoặc là trong bối cảnh nhà cũng như vậy. Như chị em thấy đây là ánh sáng. Bỏ vào Google sẽ thấy rất nhiều người ta hướng dẫn miễn phí, và thậm chí trên YouTube cũng vậy. Nguyên tắc mắt của chúng ta thì phải chia đúng tầm nhìn và phải chia vào mắt, giống như cam tôi nó hơi cao so với bởi vì tôi có một cái cam của chuyên dùng để phía bên trước máy tính của tôi. Thì đấy là cách chúng ta chia. Và rất nhiều phòng live stream thì anh em thấy đấy đúng không ạ? Đây là cách người ta live stream, thì một là cái phông đằng sau là người ta ký hình màu xanh nếu người ta muốn chỉnh sửa. Thông thường chúng ta đi chụp ảnh thì thường thấy có cái màu thường màu xanh hoặc màu trắng, đúng không? Và nguyên tắc ánh sáng thì một cái khuôn mặt này vì mặt trời thì người này phải ngoảnh về phía trước, đúng không? Và cái đèn cũng như thế này, và những cái phông xanh này là thường tức ký phía đằng sau. Tuy nhiên thì tôi thì không thích ký, tôi để muốn để tự nhiên thì tôi để như thế này. Tuy nhiên buổi ngày nhưng tôi phía trước mặt tôi vẫn để một cái đèn màu vàng, và thông thường buổi tối thì tôi bật hai cái đèn ký vai lên ở hai bên. Nếu chúng ta có, nếu không có thì phía bên đằng trước chúng ta phải có cái đèn hoặc cái chiếc ánh sáng vào trước mặt của chúng ta. Thì đấy là một cái phòng, ví dụ là cái chiếc ghế này anh em thấy ở đấy đúng không ạ, là hai cái đèn này là chia ký hai bên, và trước đấy là có một cái đèn này để đánh vào khuôn mặt, và muốn lấy ánh sáng bên này hơn
Và bàn này có xu thế nếu ngồi đây là ngoảnh về bên ánh sáng này. Và rất nhiều phòng, cái bộ đây đúng không ạ, những cái phòng này quay phim chụp ảnh như thế này. Đây là một cái bộ mà để chúng ta chịu sáng và quay phim chụp ảnh ở trong phòng. Còn ngoài trời thì chúng ta phải ưu tiên lựa chọn lấy ánh sáng về trước mặt, và nguyên tắc 1/3, nhớ cho tôi. Và nếu một người đang chạy về phía hướng này, ví dụ bé này đang chạy, đây là đang chạy về phía trước mặt, còn nếu muốn chạy về phía trước này thì chúng ta cũng phải chia phía bên này rộng hơn. Phía trước mặt là phải 2/3, còn phía sau lưng là chỉ được 1/3 của chúng ta. Cái đấy là nguyên tắc chụp ảnh và quay phim. Ví dụ chúng ta đang quay một cái bối cảnh một người đang chạy về phía trước thì phía đằng trước bao giờ cũng phải rộng hơn phía đằng sau là 2/2 và đằng sau 1/1. Ví dụ một cái bức ảnh mà người ta lấy cái bối cảnh ở trên bãi biển này và có cái hình này đúng không ạ? Và người ta muốn lấy cái bối cảnh trên trời thì người ta chia vào góc 1/3 phía dưới này. Nguyên tắc cơ bản, tôi tham gia rất nhiều cái khóa học ngắn dài và trên YouTube nó dạy chúng ta miễn phí. Thì tất cả những cái phòng studio hoặc là những người quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp thì họ đều hướng dẫn và dạy chúng tôi những cái cách chụp ảnh đơn giản như thế này. Tuân thủ nguyên tắc này, còn ánh sáng thì chúng ta cứ nhớ là ánh sáng phía bên trước mặt. Và bao giờ ưu tiên trước mặt chúng ta sáng hơn, đúng không ạ? Cái góc, và phải chia vào 1/3 của cái góc đó. Nếu tôi ngoảnh mặt về phía bên này thì có nghĩa phía đằng sau tôi là 1/3 và trước mặt tôi phía bên này là phải 2/3. Và còn nếu hai người đang phỏng vấn với nhau, được chưa, thì mặt tôi ở một góc 1/3 bên này và người kia thì góc 1/3 bên kia, nó giống như thế này đó ạ. Ví dụ là tôi ngồi phía bên hướng này thì người kia đứng hướng này, được chưa, và chúng ta quay vào hai người đều góc 1/3 này. Khi chúng ta đang chạy bối cảnh chụp một con người đang chạy thì nguyên tắc là chạy về phía nào thì phía bên trước mặt phải rộng hơn 2/3. Tuân thủ cái góc ánh sáng cũng như là bối cảnh mà chúng ta muốn lấy.